第九课，你儿子在哪儿工作？ Lesson 9. Where does your son work? 课文一 Text 1. 小猫在哪儿？小猫在那儿。小狗在哪儿？小狗在椅子下面。 New words. 小猫在哪儿？狗椅子下面下。好，在家，大家，ở nhà，đúng không？ 小猫在哪儿？猪喵我的你，丢猫在哪里？小猫在哪儿？猪喵我的爹，丢猫，在哪里？小狗在哪儿？猪爪我的你，丢狗，在哪里？小狗在椅子下面，猪爪在耳朵的下面，猪爪在椅子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 下面，猪爪在
在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。New words. 在哪儿工作？儿子，医院，医生。嗯，好。你在哪儿工作？bạn công tác ở đâu nhỉ？ta lưu ý là trạng ngữ trị địa điểm bao giờ cũng là trước động từ, phải ở đâu đó rồi mới làm gì. Người ta phải nói là trai nỏ hơn mới đến cung chua, thì nó ngược hơn với tiếng Việt ở chỗ này nhá. Nhĩ tại ná nhi công tác, ủa trải xuế xeo cung chua, và tôi làm việc tại tại trường. Ngã tại học hiệu công tác. Nhĩ ở sự trai nỏ cung chua, thì con trai của bạn thì làm việc ở đâu? Nhĩ nhi tử tại ná nhi công tác. Ủa ở sự trai y yuan cung chua, tha sư y sơn. Con trai của tôi thì làm việc tại bệnh viện và anh ấy là bác sĩ. Ngã nhi tử tại y viện công tác, tha thị y sinh. Khờ vấn 3 Text 3 Nì bà bà zài jia ma? Bú zài jia. Ta zài nà er nà? Ta zài y viện. New word. Bà bà. Tả tên khỏa, đả điện thoại, nghĩa là gọi điện thoại. Nì ba ba chạy cha mà, bố của bạn có ở nhà không? Nhĩ ba ba tại gia mà. Bú chạy cha, không ở nhà, bất tại gia. Tha chạy nỏ nợ, ông ấy ở đâu nhỉ? Tha tại ná nhi ni. Tha chạy y yuan, ông ấy ở bệnh viện. Tha tại y viện. Tung sứ chạy, động từ chạy. Cái phần tiếng Trung này về nhà ta nhớ tự tra tự học phần này nhá. Để bạn nào mà đọc được thì sẽ mời chúng ta đọc. Zài shi dong shi, hou bian jia shang biao shi wei zhi de shi yu, zuo qu zi de wei yu, yong yu zhi shi ren huo zhe shi wu de wei zhi, li ru. Thì zài là động từ và zài là và giang từ giang. Zài và từ ngữ chỉ vị trí kết hợp làm vị ngữ trong câu, diễn tả nơi chốn, vị trí của người và sự vật, thì ta có dịch chạy là ở thôi. Thì của phấn hiệu chạy xuế xeo, bạn của tôi thì ở trường. Của mama chạy cha, mẹ tôi ở nhà. Còn xéo cầu chạy ỉ chữ xa miện, chú chó thì ở dưới cái ghế. Ý quân tại xứ nỏ, đại tướng nghi vấn nỏ. Ý quân tại xứ nỏ, dùng ý ý quân trị trung, xuyên luận rấn khô sư ưu tới quầy trị lý rú. Thì trong câu hỏi đại tướng nghi vấn nỏ được dùng để hỏi vị trí của người và sự vật. Ví dụ, y, của tớ bây tự chạy nỏ, cái cốc của tôi ở đâu nhỉ? Or, của tớ Trung Quốc phấn hiệu chai nỏ. Người bạn Trung Quốc của tôi ở đâu nhỉ? San, xéo cẩu chai nỏ. À, không phải xéo cẩu, xéo mau chai nỏ. Chú mèo ở đâu nhỉ? Chia sứ, chai, giới từ chai. Chai也是介词，后边加上表示位置的词语，用于介绍动作行为发生的位置。例如，chai còn là giới từ, khi chai làm giới từ, sau nó sẽ có từ ngữ chỉ vị trí. Phương hướng được dùng để giới thiệu địa điểm, nơi trốn xảy ra hành động. Ví dụ,
我在朋友家喝茶, nghĩa là tôi uống trà tại nhà bạn của tôi. Tha mến trải xuyến xeo khẳng su, thì họ đọc sách tại trường. Của ở dự trải y yuen cung chùa, thì con trai của tôi thì làm việc tại bệnh viện. Tại bệnh viện. Họ. Ý quân chủ sứ nơ, trở từ nghi vấn nơ. Ý quân chủ sứ nơ, dùng trải truy mộ, biểu sư ý quân dùng ý xuyến quân rấn khô sư ủ tổ quây sư, lý rú. Thì trợ từ nghi vấn nơ được dùng cuối câu để hỏi về vị trí của người về sự vật, nó bằng với cụm từ là chai nỏ đấy nhá. Nơ kết hợp với danh từ là bằng với cả từ chai nỏ. Ví dụ như y của tôi xiao mao nơ, tức là con mèo của tôi ở đâu, thì bằng với của tôi xiao mao chai nỏ. Or của tôi bay từ nơ, cái cốc của tôi đâu nhỉ, san tha chai nỏ nơ. Thì nơ ở đây không phải bằng từ chai nỏ nữa, nơ này là chữ nhỉ, thì trong trường hợp này chữ nơ ta có thể lược bỏ đi mà câu không bị mất ý nghĩa. Thì tha chai nỏ nơ nghĩa là anh ấy ở đâu nhỉ? Họ căn cứ cơ huấn để rung khuấy táo vận thí, căn cứ câu hỏi để trả lời, căn cứ bài khóa để trả lời câu hỏi. Y xéo cậu chai nỏ, chú chó ở đâu nhỉ? Ở tha chai nỏ cung chùa, anh ấy làm việc ở đâu? San tha ở dự chai nỏ cung chùa, con trai của anh ấy làm việc ở đâu? Sư tha ba bà chai cha mà, bố của cô ấy có ở nhà không? Ủ, ta ba ba chai nả nợ, bố của cô ấy ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đây ghi nghĩa một số từ, mẻn théo, nghĩa là bánh mì. Diện bao, âm Hán Việt là diện bao, là bánh mì. Ghi âm Hán Việt nhá, mới hiểu được. Muốn học 1 biết 10 thì chữ nào cũng phải biết, thì mới suy luận nó được. Nhưng ta đừng học chữ nào biết chữ đấy thì rất là khó. Phải học 1 biết 10, học mới nhanh được. Thì phải học âm Hán Việt là như thế. Diện bao là bánh mì. Mẻn théo, diện điều là mì sợi. Tiền não, điện não, nghĩa là máy tính. Điện não, máy tính. Tiền khỏa, điện thoại, nghĩa là điện thoại. Rồi, 9.4, ta nghe băng và đọc theo thôi là được rồi. Ta đọc to lên nhá. Thính lụ yên bình gân đủ, chú ý sâng điệu đa pệ. Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 夏天去年跳舞睡觉电灯电池电影电视唱歌复习汉语 汉字健康地图地铁见面ta nhìn được phần này. Pan bao với chứa cầu, kết cấu bao quanh một nửa. Người ta có từ tiền là điện, nghĩa là cửa hàng. Sang tiền đấy là cửa hàng. Xí là không phải học đâu mà là thực hành. Xuế mới là học, xí là thực hành. Thì xuế xí là vừa học vừa thực hành, gọi là xuế xí. Trở là đây, âm Việt là giá. Thúng là đồng, đồng là giống nhau. Ví dụ thúng xuế chẳng hạn, đồng học, nghĩa là bạn cùng học hoặc là học sinh. Xung là hung, trong từ xung ngửa là hung ác. Y là trong từ y yuan là bệnh viện, hoặc là y sân là bác sĩ. Y là bác sĩ. Y nói về y học. Y không hoàn toàn là bác sĩ đâu, y là y học. Y xuế chẳng hạn là y học. Đây họ nói đến vấn đề bộ quay xước. Bộ quay xước là bao giờ cũng viết sau nhá. Bộ quay xước ta có từ chữa là đây và từ sùng. Sùng là tiễn đưa hoặc là ship hàng ấy. Ví dụ như là ship cơm chẳng hạn gọi là sùng phản, ship đồ hoặc là sùng lý ủ nhá. Sùng là âm mà biết là tống. Tống nghĩa là đưa tiễn. Quẩn là vấn là hỏi, chen là gian là căn phòng, ví dụ căn phòng nó gọi là pháng chen, phòng gian. 九客. 你儿子在哪儿工作? Lesson 9. Where does your son work? 一听力. 1. Listening. 第一部分. Part 1. 第1到4题. 听词或短语, 判断对错. Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong, based on what you hear. 例如,
Example. 很高兴。Very happy. 看电影。To see a movie. 一，医院。医院。là gì em? Dạ, y viện, bệnh viện, tá sư chua lợ. Nói to một chút đi Hiền ơi, giọng Hiền nhẹ nhàng hay đấy nhưng mà nói to. Y sinh. Y sinh. Y sinh, bác sĩ, tá sư tuê lợ. San, ỉ zi. Ỉ zi. Ỉ zi. Là ghế tựa, đáp án sư tuê lợ. Sư, xào mô. Xào mô. Sư, xào mô, mèo con, đáp án sư chua lợ. Đi ở bộ phận. Part 2. Cảnh nào? Đi 5-8 thí. Thính đối hoa. 选择与对话内容一致的图片。Thế Đình Trang làm phần này nhé. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example. 你好。How do you do? 你好，很高兴认识你。How do you do? Nice to meet you.五，我的猫呢？在椅子下面。五，我的猫呢？在椅子下面。好，这样了。我的呢？五，我的猫呢？ Nghĩa là gì em?Con mèo của bạn đâu? Của tôi ở đâu nhỉ? Trang làm bài tập chưa xong cứ vào ấy Trang ơi. Nhanh lên. Em chưa. Thế thì bạn khác Trang... làm nhá. Chưa làm thì để bạn khác làm, em không làm được đâu. Rồi. Đại làm được không? Có Đại thể. Ơi. Ừ, có, ok, có em đọc làm luôn đi.Ủ là ủa tơ mau nơ, có mèo ở đâu? Chạy ỉ chữ xa miền y, có mèo ở dưới ghế ạ. Tan sư e liệu liệu là nì ma ma sư y sinh mà bố sư wo ma ma sư lão sư ta zai xue xiao gong zuo chưa rồi liệu.你妈妈是医生吗？不是，我妈妈是老师。六了，你妈妈。哥。Rồi, bây giờ em nói đi. Lúc cần nói thì không nói, cứ liêu liêu liên tục. 六，你妈妈是医生吗？ Mẹ bạn có phải là bác sĩ không? Tiếp, đọc đi. 不。不是我妈妈是老师，她在学校工作。không phải mẹ tôi là giáo viên, bà ấy làm ở trường ạ. Tá an sư A. Họ đọc hai lần mà em nghe trong hai lần em nói luôn nhá, đừng có mà mờ. Dạ vâng, nhưng mà loa em thế nào em không nghe được cái video thấy đâu, file nghe của thấy đâu. Thế thì do máy của em, các bạn mới nghe được bình thường ấy chứ. 七。我的狗在哪儿？在椅子上面。七。我的狗在哪儿？在椅子上面。七，
我的狗在哪儿? 在椅子上面. Câu này dịch là con chó của tôi ở đâu? Nó ở trên cái ghế ạ. Ta ăn sư bị. Đọc một câu, dịch một câu Hằng nhá. Đừng đọc cả hai câu. Ba. 你朋友在哪儿工作? 他是医生, 在医院工作. Ba. 你朋友在哪儿工作? 他是医生, 在医院工作. Ba, ni的朋友在哪儿工作? Câu này dịch là bạn của bạn làm việc ở đâu? Ta sư y sheng zai yiyuan gongzuo. Cô ấy là bác sĩ làm việc ở bệnh viện. Ta an sư di. Rất hảo. Rồi, tiếp theo phần 3 nào. Cảnh làm được không? À, mệt. Thế thì cái gì nhỉ? Thảo thơm làm được không? Đi san bù phần. Part 3. 第9到12题. 听句子, 回答问题. Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如, Example. 下午我去商店, 我想买一些水果. I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里? Where is she going this afternoon? 九 这是我的小猫, 在椅子下面。 他的猫在哪儿? 九 这是我的小猫, 在椅子下面。 他的猫在哪儿? 九 这是我的小猫, 在椅子下面。 đây là con mèo của tôi ở dưới cái ghế. Tha tơ sở mau trai nã. Tha tơ mau trai nã. Nó, con mèo ở đâu? Của anh ấy ở đâu? Con mèo của anh ấy ở đâu? Tá ăn sư si, ỉ chữ xe, dưới ghế. Sử. Tha ẩr zi chào Lý Peng, zài sáng điện công tố. 他儿子在哪儿工作? 十 他儿子叫李鹏, 在商店工作。 他儿子在哪儿工作? 他儿子叫李鹏, 在商店工作。 Con trai của anh ấy làm tên là Lý Bằng, làm việc tại cửa hàng. 他儿子在哪儿工作? Con trai của anh ấy làm việc tại đâu? Tá An Sư A Sang Tiên. Cửa hàng. Cửa hàng. Cửa hàng. Sang Tiên. Bên này nó nhỏ nhẹ nhỉ? To đấy. Dạ này lịch, nhã nhặn lịch sự. 11. Tha ba ba shi yi sheng. Ma ma bu gong zuo. Tha ma ma zai na er gong zuo. 11. 他爸爸是医生,妈妈不工作。他妈妈在哪儿工作? 十一,他爸爸是医生,妈妈不工作。 Mẹ à, bố của tôi, bố của anh ấy là bác sĩ. Mẹ thì không làm việc. Không đi làm. Không đi làm. Tha ma ma trai nào cung chua. Mẹ của anh ấy làm việc tại đâu? Tá ăn sư si bu cung chua, không đi làm. Sì ơ. Tha ẩr zi zài Trung Quốc. Tha nữ ẩr zài Mỹ Quốc. Tha nữ ẩr zài nả ẩr?
32. 他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？ 12. 他儿子在中国，他女儿在美国。 Con trai của cô ấy ở Trung Quốc, con gái của cô, ở nước Mỹ. Tha nủy ở trai nả, con gái của cô ấy ở đâu? Ta an sư pi, mấy của nước Mỹ. Rồi, em đọc, Nhi đọc. Sư san ạ. Chá, ta an sư chua lạ. Chá là gì? Chá. Sư sư là lão sư ạ, làm giáo viên ạ. Tá an sư chua là sư ủ là chai y yuan là tại bệnh viện ạ. Tá an sư tuê lợ. Sư liêu là papa, ái chư là bố và con trai ạ. Tá an sư tuê lợ. Sư chi là bây chi là cái ghế ạ. À, cái cốc ạ. Tá an sư chua lợ. Sư ba, nỉ chai nả cung chua, bạn làm việc ở đâu ạ? Wǒ shì xuế sheng, tá an sư A ạ. Wǒ shì xuế sheng, wǒ bù bú cung chua, hǒ bù cung chua. Tôi là học sinh, tôi không làm việc ạ. Sư jiǎo, wǒ de xiǎo gǎo chai nả, xiǎo gǎo chai nả, con chó của bạn ở đâu ạ? Của tôi ở đâu? Của tôi ở đâu ạ? Tá an sư si ạ. Chai nả. Chai na. Ý chi xa miên ạ. Ở đây, ở dưới. Ở kia. Ở dưới cái ghế ạ. A sứ. Của tơ bê chi nơ. Bê chữ nơ. Cái cốc của tôi ở đâu ạ? Tá an sư e ạ. Bây chi chai chua, cái cốc ở kia. Đây. Ở đây. Ai xứ y ạ. Nì nì á chai nạ. Nì 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 á chai nạ cung chua. Con gái của bạn làm việc ở đâu ạ? Tá an sư đi ạ. Tha sư lão sư chai xuế xeo cung chua. Cô ấy là giáo viên làm việc ở trường học ạ. A xứ. Chỉnh quân Lý lão sư chai ma, xin hỏi cô Lý có ở đây không ạ? Tá an sư bi ạ. Bú chai Lý lão sư chai y yuan. Không có. Hỏi Quân Tinh ý, Quân Tinh là có. Cô ấy, cô Lý ở bệnh viện ạ. Rồi, tiếp theo phần 3 nào. Bạn Giang nào. A sư san, nǐ bà bà chua shénme gōng chua? Bố của bạn làm việc ở đâu? À, làm công việc gì? A sư sư, nǐ hǎo, qǐng wēn, wǎng lǎo sư zài nǎ? Xin chào. Xin chào, xin hỏi Vương, giáo sư Vương ở đâu? Thầy giáo Vương ở đâu? A sư jiǎ, a sư wǔ, wǒ 我儿子是医生，在医院工作。 Con trai tôi là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện. 26，你的猫呢？ Mèo của tôi ở đâu? 你。 27，你家有几口人？ Nhà của bạn có mấy khẩu người? 28. 我想去商店买一个杯具。 Tôi muốn đi cửa hàng mua một cái cốc. 29，明天下午。 我想去学校看书。 Chiều ngày mai, tôi muốn đi đến trường đọc sách. 30，他爸爸。 Sư y sân chai y yuan cung chua. Bố của anh ấy là bác sĩ làm việc ở bệnh viện ạ. Ta lại dở ngược với đáp án nữa thầy nhá.
三, 语音. Three, pronunciation. 第一部分. Part one. 第1到8题. 听录音, 选择听到的双音节词语. Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. 一, 半天. 二, 录音. 三, 互相. 四, 但是. 五, 健康. 六, 画面. 七, 自己. 八, 遇到. 第二部分. Part 2. 第9到16题. 听录音, 给下列词语标注声调. Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 九, 再见, 再现, 十, 半点, 半年, 十一, 电影, 电视, 十二, 运动, 运行, 十三, 或者, 火车, 十四, 睡觉, 世界, 十五, 季节, 地铁, 16, 办法, 变化, Rồi, các cái từ này thì về nhà chúng ta nhớ là nghe băng, đọc theo, xong nhìn vào nghĩa, là tập viết như một chữ hai dòng như thầy nhá. Đó, thì chúng ta lưu ý là phải nghe băng, đọc theo, chứ nếu chúng ta không nghe băng, đọc theo là sau này là chúng ta phát âm dễ bị nhầm lắm. Mà khi đã nhầm nên thói quen rất là khó sửa. Rồi, ta dở giáo án bài số 10 đây này, ta học tiếp bài số 10. Đó, tí sứ khở, ủa nâng chua trợ mà. À, bài số 10 đúng không ạ? Tôi có thể ngồi ở đây được không? Ngã năng tọa giá nhi ma. Sưng sứ, sinh từ là từ mới. À, giản thể với phồn thể nó khác. Từ or, giản thể với phồn thể nó khác. Từ ma cũng như vậy. Nên là trong một câu không phải chữ giản thể phồn thể nào cũng sẽ khác nhau. Mẹ con điều. À, sẽ đa phần là giống nhau. Đa phần là giống nhau nhá. Đây em hiểu cái dòng ngang thứ hai này là chữ phồn thể. Rồi, tiếp theo, y ta có từ chua chữ, âm ấy Việt là trác tử, là cái bàn. Thì y trang chua chữ, nhất trương trác tử là một chiếc bàn. Ỷ chữ, kỷ tử là cái ghế. Thì y bá, ỷ chữ, bả ta đánh thanh hai ở trên chữ bả cho thầy nhá. Để biết rằng là hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba trước đọc thanh hai nên bả đọc là bá. Y bá, ỷ chữ, nhất bả, kỷ tử, đấy là một cái ghế. Tiếp theo, mình hiểu sở, âm ấy Việt là thượng, là trên, nào là động từ là đi lên. Ta có xả là hạ, là bên dưới. À, hạ là bên dưới. Thì ví dụ như là chính nỉ chua xả. À, mời bạn ngồi xuống. Thỉnh nhĩ tọa hạ. À, chua là ngồi, còn xả là xuống. Thì chua xả là ngồi xuống.
Sảng là bên trên, nó có sảng san khán phong cảnh, thượng sơn khán phong cảnh, nghĩa là đi lên trên núi và ngắm cảnh, gọi là sảng san khán phong cảnh. Thì đây ta lưu ý từ phong giữa giản thể với phồn thể viết nó khác một chút. Để đảo vị trí nhìn cho nó dễ đối chiếu. Từ phong ở đây là khán là nhìn, là phong cảnh phong cảnh. Thì sao thì vẫn nhiều tiền não, tiền não, điện não. Não là gì? Não là cái đầu chúng ta gọi là não. Tiền là điện, là dòng điện thôi. Thì tiền não là cái máy tính. Thì thấu não là đầu não, nghĩa là cái đầu hoặc là trung ương, nó gọi là thấu não. Trong từ não bên dưới có từ xung là hung. Trong từ hung ác ta học là xung ửa. Xung ửa là hung ác, xung ửa. Não bây giờ với từ chữ ta có não chữ, não tử, nghĩa là cái não, não chữ. Tiền não là máy tính, nhưng mà thường họ dùng cho máy tính bàn, mà máy laptop người ta gọi là pỉ chi bẩn tiền não, nhưng họ thường là tắt là pỉ chi bẩn thôi. Thì pỉ chi bẩn sẽ có hai nghĩa. Pỉ chi bẩn ở tiếng Việt là bút ký bản, bút là cái bút, chỉ là ký là ghi chép, còn bẩn là quyển. Thì pỉ chi bẩn nghĩa là quyển vở, đã gọi là pỉ chi bẩn. Hoặc máy tính laptop ta gọi là pỉ, cũng gọi là pỉ chi bẩn, nhưng nói đầy đủ người ta gọi là pỉ chi bẩn tiền não. Pỉ chi bẩn tiền não. Trong từ pỉ bên trên nó có bộ trúc, nói về che trúc. Dưới bộ trúc ta có từ máu là mao, nói về lông mao. Thì y thái pỉ chi bẩn, thái là lượng từ cho từ pỉ chi bẩn. Thì y thái pỉ chi bẩn nghĩa là một chiếc máy máy tính laptop. Thì thái là lượng từ cho từ pỉ chi bẩn. Từ pỉ khi viết sang phồn thể với giản thể viết rất là khác, ta lưu ý. Từ thái cũng như vậy, từ thái là lượng từ cho từ pỉ chi bẩn đấy, y thái pỉ chi bẩn. Đây, ta phải nhận dạng được chữ sau nhìn ta còn biết. Thì từ não phồn thể với giản thể viết khác, ta lưu ý. Chữ thấu cũng như vậy, chữ thấu là chữ đầu, thì phồn thể với giản thể viết khác. Rồi, ta có từ khứa, âm ấn Việt là hòa, là và. Của khứa tha, tức là tôi và anh ấy. Của khứa tha sử hảo phấn nhiều. Tôi và anh ấy là bạn tốt của nhau. Ngã hòa tha, thị hảo bằng hữu. Của khứa tha sử hảo phấn nhiều. Ta có từ bẩn là bản, là lượng từ chỉ những vật hình quyển. Thì y bẩn su là một quyển sách, nhất bản thư. Y bản xứ tiện, lưu ý CI đọc là xứ nhá, XCU nhá, không đọc là chứ nữa nhá. Đọc là xứ, y bản xứ tiện, nhất bản từ điển là một quyển từ điển. Y bản khoa bảo, nhất bản họa báo là một quyển họa báo. Đấy, y bản, ta lưu ý từ su, phồn thể, giản thể viết khác. Từ khoa bảo, chữ họa, chuyển sang chữ phồn thể viết cũng khác, ta lưu ý khoa bảo, họa báo. Từ bảo cũng như vậy. Tí liệu mà nhiều lý, âm hay là lý là bên trong. Thì tiền não lý, nhiều khẩn tua tư liệu. Ở trong máy tính ý, thì có rất nhiều tài liệu, tư liệu. Tư liệu là tư liệu, nghĩa là tài liệu. Điện não lý, hữu hấn, đa tư liệu. Thì trong từ tư liệu thì phân tích một chút. Thì bên trên có từ này CI, ta đọc là XI nhá. Đọc là sử. Sử âm hay là thứ, là lần. Thế còn bên dưới có từ bảy là bối, nó về bảo bối. Còn tư liệu thì ta có từ mỉ là mễ, là gạo. Bên phải có từ tẩu là đấu, trong từ thi đấu. Tẩu. Họ tiếp theo ta có từ chén miễn. Chén miễn là tiền diện, nghĩa là phía trước. Của trai nỉ chén miễn, nỉ khan chén mà. Tôi ở phía trước bạn, bạn có nhìn thấy không? Ngã tại nhĩ tiền diện, nhĩ khán kiến mà. Thì chén là kiến, là gặp. Thì còn khan chén là nhìn thấy. Thì chén đây là bổ ngữ chỉ kết quả cho động từ khan nhá. Nó khoanh tròn nó ghi là bổ ngữ chỉ kết quả cho động từ khan. Tức là biểu thị kết quả của động tác thôi. Tôi không nhìn thấy là gì? Của mấy khan chèn, phủ định của bổ ngữ chỉ kết quả nó dùng từ mấy, của mấy khan chèn trong từ mấy hiểu ấy. Thế còn của pú, tôi không nhìn thấy thì phải dùng chữ pú ấy, thì là phải dùng bổ ngữ chỉ khả năng là của khan pú chèn, tôi không nhìn thấy được, của khan pú chèn. Thầy ơi, toàn diện là gì ở đấy? Cái gì ạ? Chén miền. Chữ diện là thêm từ chén, đằng trước chén là toàn diện gọi là chén miền. Đấy, mấy cái lượng từ ấy thì mình dùng như nào, giống như kiểu chữ cái vậy, chữ chữ bản bản ấy ạ. Bản là lượng từ dùng chỉ những vật hình quyển, như là quyển sách, quyển vở, quyển tạp chí. Cái gì hình quyển? Có cái chữ là... mà một chiếc laptop vừa nãy à, thì dùng cái gì? Thái, bởi vì nó linh kiện máy tính nên dùng chữ thái. Thái là đài, là bệ bục. Thái mới là đài, là bệ bục nhá. Thái. Rồi tiếp khâu miễn là hậu diện, nghĩa là
phía sau, không mẹ nhiều rấn chẳng hạn, phía sau lưng có người. Từ khẩu viết giản thể, viết phồn thể, viết khác một chút, ta lưu ý nhá. Từ khẩu khác nhiều ấy, nhìn khác hẳn đấy. Rồi, danh từ riêng. Ta có Hoàng Phang, Vương Phương là tên người. Họ là Xỉa Phấn, Tạ Bằng. Họ tạ tên bằng, gọi là Xỉa Phấn. Thứ sử, mình hiểu mấy hiểu. Âm Hán Việt là một hữu, nghĩa là không có hoặc là chưa. Thì ta lưu ý hiểu là có và phủ định của từ hiểu. Bao giờ cũng dùng phó từ phủ định là gì? Mấy, không được dùng chữ pu nhá, pu là sai nhá, không có chữ đó. Và khi mà nói tắt ấy, thì họ chỉ cần nói mỗi chữ mấy thôi, không cần chữ hiểu, người ta cũng hiểu đấy là mấy hiểu rồi. Thì mấy hiểu nghĩa là chưa, ví dụ, tha mấy hiểu lái nợ, tấng tẩng vào. Anh ấy chưa đến đâu, đợi một chút đi. Tha một hữu lai ni, đẳng đẳng ba. Tha mấy hiểu lái nợ, tấng tẩng vào. Sử y, mấy hiểu nấng, nấng âm viết là năng, nghĩa là có thể, động từ năng nguyện. Thì ủa nấng, chai trựa, khăn su mà. Tôi có thể chai trựa nghĩa là ở đây, và nướng chai trựa khăn su mà tôi có thể ở ngồi ở đây đọc sách được chứ. Ngã năng tại giá nhi khán thư mà nấng a chỉnh chùa vậy được chứ, mời ngồi. Năng a thỉnh tọa ba, nấng a chỉnh chùa vậy. Rồi tiếp theo ta có từ chùa, âm viết là tọa là ngồi. Chính nỉ chua xả, mời bạn ngồi xuống, thỉnh nhĩ tọa hạ. Chính nỉ chua xả. Ta có từ trạng là chạm là đứng. Từ trạng đằng trước ta có từ lì là lập là đứng, nó cũng là đứng. Trạng là đứng hoặc là chạm xe, ví dụ đứng dậy chẳng hạn, trạng chỉ lái, trạng chỉ lái. Ở đây bên dưới thầy có ghi đây. Bên phải thì có từ trạng là chiếm, nói về chiếm giữ. Thì trạng chỉ lái, chạm khởi lai, cái là đứng lên, chính nỉ trạng chỉ lái ạ, người bạn đứng dậy. Thế còn đang đuổi mà ai đấy yêu cầu nó dừng lại, trạng chủ, thì cấy ủa trạng chủ, bạn dừng lại cho tao. Chạm chú nghĩa là dừng lại, thì chủ là chú nghĩa là ở. Nhưng từ trang trụ đây là bổ ngữ chỉ kết quả. Bổ ngữ chỉ kết quả nhé. Dừng lại. Trang phú trụ chẳng hạn là không dừng được. Không thể dừng lại được, gọi là trang phú trụ. Không thể đứng lại được. Chưa chạm là xa chạm, nghĩa là cái bến xe, nhà ga, nó gọi là chưa chạm. Tại sao gọi là nhà ga, tức là cái của chưa chạm thì cũng là gọi là chưa chạm. Mà chỉ chưa chạm cũng gọi là chưa chạm. Tức là cái bến của ô tô ấy cũng gọi là chưa chạm. Mà cái bến của tàu hỏa cũng gọi là chưa chạm. Họ chung hết nên ta phải họ hỏi là na sư chỉ chưa chạm khái sư của chưa chạm, đấy là bến nhà xe là tàu hỏa hay là bến ô tô, người ta phải nói rõ như thế để họ có phân biệt. Còn trong khẩu ngữ họ đều gọi chung là chưa chạm hết.